ngày 24 tháng 12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh cho biết các bác sĩ vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân NBT, 60 tuổi, ở quận Gò Vấp, bị tắc nghẽn phổi toàn bộ và ngưng tim sau khi mắc COVID-19. Theo các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, khi nhiễm COVID-19 bệnh nhân có tình trạng tăng đông máu, nhất là hệ thống mạch máu phổi, gây tắc nghẽn các mạch máu nhỏ, mạch máu lớn, đi kèm với tình trạng thương tổn các phế nang, độc tố gây viêm nhiễm xuất tiết. Điều này khiến bệnh nhân suy hô hấp nhanh và tử vong sau đó nếu không được can thiệp kịp thời. Với bệnh nhân hậu COVID-19, tình trạng tăng đông tuy có giảm so với trước đó nhưng vẫn có khả năng hình thành các cục máu đông trong lòng mạch dẫn đến tình trạng thuyên tắc mạch máu chi, mạch máu tạng và mạch phổi gây nguy hiểm cho tính mạng. Như trường hợp bệnh nhân nêu trên chỉ có tiền sử tăng huyết áp và mắc COVID-19, còn lại trước đây hoàn toàn không mắc các bệnh gây tăng đông máu như bệnh ác tính, rung nhĩ, cũng không tìm thấy nguyên nhân gây tăng đông. Vấn đề đặt ra là sau nhiễm COVID-19 liệu trình kháng đông sẽ được áp dụng như thế nào, nên sử dụng loại gì và được theo dõi như thế nào. Việc này cần phải có nhiều nghiên cứu lâm sàng để giải quyết hậu quả tắc nghẽn mạch sau mắc bệnh. Các bệnh nhân đã mắc nên cảnh giác với các triệu chứng đau tức ngực, khó thở mặc dù trước đó chưa từng bị mắc bệnh tim, bác sĩ Thành khuyến cáo.